Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhu cầu về hộ chiếu vaccine cho phép công dân châu Âu đi lại trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu-EU ngày càng trở nên bức thiết. Do đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất thiết lập một tài liệu mang tên chứng chỉ xanh kỹ thuật số, đưa ra cách tiếp cận thống nhất trên cấp độ châu Âu. Dự kiến chứng chỉ xanh này có thể có hiệu lực vào mùa hè tới. Ủy ban châu Âu ưu tiên việc gọi chứng chỉ xanh hơn là hộ chiếu vaccine, bởi chứng chỉ này không phải là tài liệu thiết yếu để có thể đi lại trong lãnh thổ EU, do đó nó không phải là hộ chiếu, và nó còn bao gồm các thông tin khác, chứng minh sự miễn dịch của du khách nước ngoài, được tiêm phòng như xét nghiệm PCR và xét nghiệm huyết thanh. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ sẽ do các quốc gia thành viên quyết định, với các mức trần nhất định được xác định ở cấp độ châu Âu, ví dụ chứng chỉ huyết thanh học không được sử dụng qua 6 tháng. Chứng chỉ xanh có sẵn ở dạng kỹ thuật số và được xác định bằng mã QR để tránh gian lận và phát triển của thị trường đen. Ủy ban châu Âu bảo đảm những dữ liệu y tế thiết yếu mới phải công khai cho mục đích tự do di chuyển. Các thông tin khác sẽ phải được các quốc gia thành viên lưu giữ cẩn thận.